Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia K3, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ C của bên nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, 10 ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2023 này, Top KVN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất thay đổi dành cho từng phiên bản của Kia K3, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. Kia K3 thì hiện tại nó nằm ở phân khúc cỡ C, đang cạnh tranh với cả Mazda 3, đang cạnh tranh với cả Toyota Corona Altis hay là Hyundai Elantra. Với dòng K3 này thì hiện tại đang được phân phối tổng cộng tới 5 phiên bản, trong đó thì có 1 phiên bản số sàn và 4 phiên bản số tự động. Tuy nhiên thì video này Top KVN sẽ cập nhật về 4 phiên bản số tự động thôi, chứ còn số sàn thì cũng hầu như là không có xe, cho nên là mình cũng bỏ qua. Và quan trọng nhất là không có khách hàng quan tâm về một chiếc xe số sàn ở phân khúc cỡ C, đúng không ạ? Vậy thì cụ thể từng phiên bản tại thời điểm dịp cuối tháng của K3 như thế nào thì mình xin phép cập nhật luôn. Đầu tiên là Kia K3 1.6 AT Luxury. Phiên bản này là phiên bản cũng được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm và lựa chọn. Bản này thì tầm tiền nó dễ tiếp cận, với mức giá bán tại thời điểm này dưới 619 triệu đồng. Sau khi trừ đi chương trình khuyến mại linh động từ bên phía đại lý, mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó là 648 triệu, ở Hà Nội là 675 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 668 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 648, Hà Nội là 675 và thành phố Hồ Chí Minh là 668 theo phương án trả thẳng để lăn bánh được K3 1.6 AT Luxury. Anh chị mà chúng ta mua trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 158 triệu đồng. Hà Nội tối thiểu sẽ là 184 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 178 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 158, Hà Nội là 184 và thành phố Hồ Chí Minh là 178 theo phương án trả góp. Tại sao bản này lại được nhiều người quan tâm lựa chọn? Bản K3 1.6 AT Luxury này tại thời điểm này với mức giá như thế này thì đâu đó nó cũng chỉ nhỉnh hơn những cái dòng xe sedan ở phân khúc cỡ B, ví dụ như là City RS hay là Toyota Vios phiên bản G, đâu đó từ 2 đến 30 triệu đồng thôi. Nếu chúng ta cố lên thì chúng ta đã có một chiếc xe K3 1.6 AT Luxury ở phân khúc cỡ C rồi, đúng không ạ? Tiếp theo đó là Kia K3 1.6 AT Premium. Bản AT Premium, bản này thì hiện tại đang có mức giá bán dưới 649 triệu đồng. Trừ đi chính sách giá linh động ở đại lý, mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó là 679 triệu, ở Hà Nội là 706 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 699 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 679, Hà Nội là 706 và thành phố Hồ Chí Minh là 699 với K3 1.6 AT Premium. Trả góp bản 1.6 AT Premium này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 166 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 193 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 186 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 166, Hà Nội là 193 và thành phố Hồ Chí Minh là 186 theo phương án trả góp anh chị nhá. Đó là hai phiên bản của Kia K3, hai phiên bản máy 1.6 hút khí tự nhiên. Sang cái phiên bản thứ ba cũng là K3, cũng là 1.6 nhưng mà là phiên bản máy turbo. Bản turbo của Kia K3 thì hiện tại đang có mức giá bán dưới 689 triệu. Trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý mình có cập nhật ở tỉnh lăn bánh sẽ là 720 triệu đồng. Ở Hà Nội là 747 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 740 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 720, Hà Nội là 747 và thành phố Hồ Chí Minh là 740. Đây là K3 1.6 turbo phiên bản đắt tiền nhất của cái dòng xe K3 luôn. Trả góp bản turbo này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 176 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 203 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 196 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 176, Hà Nội là 203 và thành phố Hồ Chí Minh là 196 theo phương án trả góp để lăn bánh được phiên bản turbo. Đó là bản turbo này. Tiếp theo phiên bản thứ tư, phiên bản cuối cùng, đó là K3, bây giờ sẽ là máy 2.0 nhưng mà là máy hút khí tự nhiên các bạn nhé. K3 2.0 AT Premium, bản máy 2.0 đầy đủ option nhất này tại thời điểm này đang có mức giá bán là 675 triệu đồng. Đại lý có thể linh động và mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh đâu đó là 706 triệu, ở Hà Nội là 734 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 726, tỉnh là 706,
Hà Nội là 734 và Thành phố Hồ Chí Minh là 726 triệu đồng với phiên bản 2.0 AT Premium, bản đầy đủ option nhất rồi. Trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 172 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 199 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 192 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 172, Hà Nội là 199 và Thành phố Hồ Chí Minh là 192. Đó là 4 phiên bản của Kia K3 với những cái chương trình khuyến mại và giảm giá khác nhau. Đại lý vẫn có tặng những chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da, tặng camera hành trình khi mà chúng ta lựa chọn về cái dòng xe K3 này. Cả 4 phiên bản thì đang là sản xuất lắp ráp trong nước và đương nhiên đang được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ thì nó mới ra cái mức giá lăn bánh mà mình vừa mới đọc cho quý chị bạn. Vậy thì nếu chúng ta đang cần tìm một chiếc xe sedan cỡ C rộng rãi thoải mái, chiếc xe này cũng rất tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng thiết kế thì rất là trẻ trung, hãy gọi cho cái số line ở ngay bên dưới góc trái mình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam nhờ quý chị bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể cập nhật chính sách giá tốt nhất tại thời điểm mà chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Xin chào ạ.